Anh ăn xong rồi uống ly trà xanh em nấu cho mát nha. Anh chị em nè, đó, khoan khoan, đó, vô vậy nè, đó, em tải cái app này về, dạ, nha, rồi mỗi ngày em nhín chút thời gian em theo dõi là được, vậy nè, đó, anh hay theo dõi các kiến thức trade coin và tin tức coin đó ở trên dạ. Trang Remitano này nè, đó, dạ, dạ. Ở đây, chỗ này, đó, ở vô forum đó, rồi vô đó, chỗ này, forum Remitano là theo dõi được. Dạ, em cảm ơn anh nhiều nha.